Mến chào tất cả quý vị khán giả nha. Chiều hôm nay ngày 12 tháng 7 năm 2023, chiều hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Thì hiện tại là mình quay phim vào lúc 1 giờ chiều ha. Thì mình thấy là các anh công nhân, các anh kỹ sư của đơn vị cấp Di Văn vẫn đang tăng ca làm việc cả nhà ơi, không có nghỉ ha. Thì bây giờ là các anh cũng đang tiếp tục căng keo cấp Di Văn số 13 ha. Đây, mọi người xem ở trụ T16 nè, cáp Di Văn số 13 thì các anh đang tiến hành luồn cáp cũng như là căng kéo cáp ha. Thì cái bó cáp Di Văn số 13 này dài khoảng 150m ha. Và cái số lượng cáp trong cái bó cáp là hình như là tới 50, gần 50 cái sợi cáp phía bên trong ha. Mỗi bó như vậy là có 50 sợi cáp bên trong, quá dữ cả nhà ơi. Càng về sau thì cáp càng nhiều và càng về sau thì cái bó cáp càng dài hơn ha. Mình đứng ngay cái góc này là cả nhà mình sẽ thấy được một cái góc độ khác của cầu Mỹ Thuận 2 và mình thấy được toàn cảnh luôn. Ở trụ T15, 16 và 14, 17 thấy rõ hết luôn ha. Sau khi mà trượt xe đúc của khối dầm K13 rồi thì cả nhà mình xem là ngay tại khoảng giữa của trụ T16 và T17 thì còn một cái khoảng trống khoảng 1,5m ha. Thì sắp tới thì các anh sẽ họp long cái nhịp biên phía bên trong đây, phía bên trong bờ. Nhìn chạm với nhau luôn cả nhà ơi. Thì hôm nay thì mình thấy rất là rõ cái trụ T17 nè. Phía bên trên thì ba cái ống dẫn hướng nè, cáp 14, 15, 16. Đó, nhìn rất là rõ luôn nha. Và các anh hình như là đã luồn cáp dưỡng lực xong rồi cả nhà ơi. Cáp ngang, cáp dọc, các anh luồn rất là nhiều cáp ở đây, cáp dưỡng lực ha. Một loại cáp chuyên dụng của xây dựng cầu. Thường thì mình quay ở trên cao nhiều nhưng mà cả nhà mình sẽ không thấy được, không hình dung được ở dưới nó như thế nào, nên là mình cũng có quay ở trên, vừa ở trên ở dưới, rồi những cái góc độ nào mới thì mình sẽ quay cho cả nhà mình xem. Hôm nay thời tiết rất là nắng, rất là ok ha. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó, mọi người xem. Gió cũng ít hơn mọi hôm ha. Mọi hôm gió dữ lắm cả nhà. Hôm nay gió đỡ. Còn ở cái phần thân trụ thì các anh công nhân kỹ sư của đơn vị Trung Nam đang tháo cái thang vận đi lên đi xuống, là cái này nè cô chú anh chị, là cái này nè. Các anh đang tháo xuống từ từ ha. Rồi, tháo xuống bỏ bên dưới xà lan nè. Mọi người xem cái xà lan bên đây. Cái xà lan mặt bên kia đó, đó ngay cái chỗ mà cái cáp dàn gió nhìn thẳng qua đó, có những cái thang vận đang nằm ở trên xà lan ha, đang nằm trên cái phao. Cáp quá dài luôn, 150m là dài lắm nha cả nhà. Đứng ngay tại vị trí này thì mình thấy là cái thân trụ của cầu Mỹ Thuận 2 nhìn rất là đẹp luôn. Mọi người xem nè. Ngay cái góc độ này là cả nhà mình sẽ thấy được một cùng lúc hai trụ tháp chính giữa sông T15 và T16, rất là to, rất là hoành tráng luôn. Giống như một cái viên kim cương cả nhà. Đây thì còn ở trên đỉnh tháp thì các anh đang đi lên để 2K thì phải nè, có cái lòng của các anh công nhân kỹ sư bên cầu tháp ha, đi lên để mà nhìn 2K. Còn đây là những cái khung đứng để mà làm việc nè của đơn vị cáp Di Văn. Thì cái khung màu xanh xanh này thì sẽ dời lên từ từ ha. Cáp 10, 13 rồi 14, 15, 16 là còn ba cái lỗ chờ nữa, là các anh sẽ dời cái khung này tuốt lên trên luôn ha. Còn ở trên đỉnh tháp thì nó cũng giống như cái cầu Cần Thơ ha. Cầu Cần Thơ thì nóc nhọn lên, còn ở cầu Mỹ Thuận 2 thì nóc bằng ha, ở trên bằng trang. Các anh cũng cất nóc này kia cũng xong xuôi hết rồi cả nhà. Ở trụ T15 thì vào chiều tối ngày hôm qua thì các anh công nhân kỹ sư của đơn vị Trung Chính đã trượt xe đúc ra bên ngoài rồi. Xe đúc của khối dầm K13 ha.
4 ụ neo thì các anh đã đặt vào vị trí xong xuôi hết rồi. Thì sau khi mà kéo cáp ở trụ T16 xong thì các anh công nhân kỹ sư của đơn vị cáp dây văng sẽ di chuyển qua trụ T15 để mà tiến hành kéo cáp dây văng số 13 ở vị trí này ha. Ở trong bờ thì trụ T15 và 14 thì cũng gần như kết nối với nhau rồi cả nhà, còn 1,5 m nữa thôi là sẽ hợp lông cái nhịp biên phía bên trong bờ luôn ha. Dự kiến sẽ hợp lông vào tháng 8. Và nhịp chính giữa sông thì dự kiến hợp lông vào tháng 10, tháng 11 ha. Những tháng sau thì thời tiết mưa cũng rất là nhiều, mình cũng hy vọng là trời sẽ ít mưa để mà các anh thi công được vượt tiến độ luôn. Ngay cái góc này là mỗi bên là còn 3 dầm nữa ha. Tương đương 30 m, là hai bên là 60 m, cộng với cái dầm cuối cùng là cái dầm hộp lông là hơn 60 m đó thôi. Hình dạng cây cầu là dần dần hình thành ha. Ngày hợp long không còn xa nữa cả nhà ơi. Toàn cảnh phía bên dưới sông mình nhìn lên quá đẹp. Đây là các anh công nhân kỹ sư của đơn vị cấp dưới văn không nghỉ trưa, đem cơm này kia ăn tại công trường luôn. Rồi sau đó là các anh tiếp tục căng kéo cáp dây văng số 13 ở trụ T16 ha. Rồi đi lên đi xuống rồi ở trên đỉnh tháp nữa cả nhà, đi cũng rất là khó khăn vất vả. Mỗi lần mà làm căng kéo cáp như vậy, mỗi lần làm việc các anh đem cơm đem nước này kia theo ăn tại chỗ luôn, xong rồi đi xuống. Rồi mỗi lần di chuyển lên xuống này kia rất là khó, đi cầu tháp lên mà. Ở trong thân trụ thì lúc mà căng kéo cáp hình như là có 2 anh, còn ở ngoài là mỗi khung như vậy là cũng có 2 anh ha, hai bên là 4 anh công nhân kỹ sư. Cái thân trụ quá to. Còn ngay tại vị trí này thì những cái ống dẫn hướng của cáp 14, 15, 16 của ngoài mặt sông các anh chuẩn bị cũng sẵn sàng ha. Còn đây là những cái chiếc xe mà các anh lắp để mà sau này làm những cái công việc phía bên dưới dạ cầu nha. Gần đây thì cũng có nhiều cô chú anh chị hỏi mình nè, ngay tại vị trí này nè. Do là nhiều cô chú anh chị chưa có xem những video trước á, thì cũng có hỏi là sao cái cáp này nó có 3 cái đầu tròn tròn đưa ra như vậy ha. Thì mình cũng có hỏi các anh kỹ sư của cáp dây văng đó, thì các anh cũng có nói là sau này là dùng để lắp những thiết bị mà giảm chấn cho cái cáp dây văng ha. Đây là cano của các anh di chuyển ra này. Bây giờ là 1 giờ mấy, cũng gần 2 giờ rồi. Bây giờ các anh đang ra công trường để mà làm việc. Cuối năm nay là bà con của mình sẽ có một cái cầu mới đi di chuyển được thuận tiện hơn, dễ dàng hơn ha, rút ngắn cái thời gian đi từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh ở miền Tây. Thay vì là mình đi về Cần Thơ mình đi 4 tiếng đồng hồ, sau này là có cái cầu cao tốc Mỹ Thuận 2 và cùng với tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ sắp tới thì bà con của mình sẽ rút ngắn cái thời gian đi lại khoảng 2 tiếng, hơn 2 tiếng là tới Cần Thơ ha. Rồi, đó là những cái tiến độ mới nhất ngày hôm nay của cầu Mỹ Thuận. Thì mình sẽ cố gắng mình cập nhật liên tục những cái tiến độ mới nhất cho cả nhà mình xem ha. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị khán giả rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha. Chúc tất cả các cô chú anh chị, tất cả quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe và đón xem những cái video tiếp theo của mình nha. Bye bye.